Cô Đức Hiền lúc này đang là buổi sáng ngày 13 tháng 4 2018 và chúng tôi vừa di chuyển chiếc phần trên của chiếc xà ba thành gỗ lim từ trên tầng 2 xuống. Rất là vất vả bởi vì bình thường là dự kiến là tháo xuống đất thì phải gắn vào. Nhưng mà hôm qua gắn vào thì bây giờ nó nặng quá. Nên huy động một lúc là cả một đoàn người khiêng xuống mà toát cả mồ hôi. Các anh em di chuyển ra ngoài để lau sạch cái bọc đây. Đi xuống đây thì mới có xe đẩy, còn đi về cầu thang nặng quá. Vì cho vào thang máy thì cái này nó cũng cao, nó cũng rất khó đưa vào đưa ra, cho nên là bê thang bộ. Đây là cái xà ba thành đã chuẩn bị đóng gói để chuyển vào trong sóng thần cho khách hàng ở gần Sài Gòn. Sau này quý khách cứ nhắc là chiếc xà ba thành chuyển đi sóng thần là tôi nhớ ra. Chuyển thẳng sang khu C luôn. Đây tôi đang đi từ tầng mang từ tầng 2 khu B xuống đây. Cái mặt dưới ở đây thang như thế này. Bên kia là khu A thôi. Bây giờ chúng tôi đang di chuyển sang khu C để đóng gói. Vân tuyệt đẹp luôn. Có khóa không đây? Khóa đâu? Đây là dưới gầm của chiếc xà ba thành. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc thang. Thôi để luôn ngoài này rồi. Bọc ngoài này cho nó mát cho. Bọc ngoài này cho mát. Xin ghi liên lạc của Vũ Đức Hiền theo số điện thoại trên màn hình đây. Bê cái đun bọc ra đây. Ở đây bê mấy cái mé kìa. Đúng rồi. Và các quý vị là sau khi chiếc này lên đường tôi sẽ lại tiếp tục cái... Tiếp tục hoàn thiện cho chiếc khác để phục vụ. Và nó cũng cùng series cái này. Tức là Vân cũng đẹp được nhiều cái này. Bỏ xe ra, bỏ cái xe luôn ra cái. Nhé, cho nó vào giữa đi. Lấy thêm mẹ nước kìa. Cô Tuyền. Lấy cả bốn cái ra. Cho thoải mái để một cái trước cái đằng sau này. Cho nó an toàn. Thế. Cho thoải mái. Thank you.